điều và thật mỹ miều, vui tươi hồn nhiên nói thật đáng yêu. Dòng điều ngọt ngào và đầy hơi ấm, hỡi ơi cô gái trong mơ, ôi nàng thơ. Em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh, vô tư, ngân nga, múa ca rồi anh bình tóc dài là nhiều màu nâu, giang điệu em đi y như hoa hậu. Wow. Bao nhiêu anh chàng đã chờ từ lâu, nhưng mà em đây là không ham dở. Phòng vệ sinh nữ. I just
nên dành nhiều thời gian để làm việc nhiều hơn. Mỗi khi chẳng có chuyện gì để nói thì cả ngày chỉ có một câu chúc ngủ ngon. Nhưng điều khiến em đặc biệt rằng em ngọt ngào theo cách của riêng em. Một điều khiến bài hát này đặc biệt rằng anh viết ra để dành tặng riêng em. Anh mà mặc tiếp thì chắc đẹp trai lắm ha. Logic đơn giản, nếu mày hiểu thì hiểu, nếu không hiểu mày ngu. Vẫn loanh quanh với mấy thằng cùng gu. Flow này có từ UK drill rồi, không phải của riêng ai đâu đồ ngu. Tao sống quá tiết kiệm với nắp sổ tiết kiệm trong ngân hàng tao đang có. Tao chỉ múc Gucci khi mà tiền tao có gấp trăm lần giá trong kho. Điên các em phải hit the woo. Người Hà Nội xin là phải chạy quay. Như anh yêu cây, game âm nhạc bọn anh dạy nhạc say. Nghe đi em đi, chơi như anh chủ trương xuân. Trong phòng vệ sinh nữa. Myself, I'm holding on to hope that you're good.